안녕하세요 여러분 오늘은 우리가 같이 공부하는 주제가 바로 chủ đề hôm nay của chúng ta đó chính là tìm hiểu ngữ pháp tìm ra ngữ pháp đúng để điền vào chỗ trống và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập như sau để chúng ta có thể hiểu được chủ đề của chúng ta hôm nay là như thế nào cũng như cách giải ra sao nha các bạn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vào phần 분제 분석하기입니다. Và đây là câu số 2 trong đề thi đọc hiểu lần thứ 60. Yêu cầu các bạn là tìm ra the câu đáp án đúng để điền vào chỗ trống và câu đáp án này nó gắn với ngữ pháp mà bắt buộc các bạn phải xem xem câu đó ra sao và chọn ra ngữ pháp đúng. Thế thì bây giờ thì ngân sẽ dành cho các bạn khoảng 5 giây bởi vì câu này khá ngắn để các bạn có thể chọn ra câu đáp án mà các bạn cho là đúng nha. 5 giây bắt đầu. Rồi, 5 giây kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta có câu đề bài như sau. Hàn Quốc sinh cô thọc nế, Hàn Quốc mà ni tiền Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn ngữ pháp nào? Chọn câu trả lời nào để điền vào chỗ trống đi các bạn. Các bạn cùng với Thùy Ngân lượt dịch đề bài như sau nha. Ở đây chúng ta có từ thọc vân né Có ngữ pháp thọc vân né có nghĩa là nhờ vào việc gì đó Nhờ vào ai đó, nhờ vào hành động nào đó Thế thì Hàn Quốc chinh khu thọc vân là nhờ bạn Hàn Quốc Mà việc gì xảy ra đằng sau Mà tiếng tinh tiếng nhiều văn hóa Hàn Quốc Thế thì chúng ta có cùng một từ vựng mà một ngữ pháp mà chúng ta thấy ở đây đó là gì các bạn? Alta ha, alta. Rồi. Alta đó là biết đúng không các bạn biết thế thì biết này ở câu số 1 chúng ta có kê thế ta câu số 2 chúng ta có rút khí ta câu số 3 có à tú thìn đá và câu số 4 có ai ta thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng ngữ pháp này nghĩa là gì rồi chúng ta sẽ sẽ cùng tìm đáp án nha trong đó ngữ pháp Kê thuê ta, Ngữ pháp kê thuê tà Ở đây chúng ta có ngữ pháp ở Kê Thuê ta, Nghĩa là được Hành động nào đó diễn ra Làm cho hành động nào đó được như thế nào đó Và ở đây Kê thuê tà có nghĩa là được biết Gắn với quá khứ Là đã Thì là đã được biết À, tiếp theo ngữ pháp tiếp theo là thủ đốt à có nghĩa là dùng cái ngữ pháp này để ra lệnh mà khuyên nhủ một hành động nào đó thế thì chúng ta có thể dịch nó là hãy hoặc là cho phép một hành động nào đó một hành động nào đó thế thì mình có thể dịch nó là cho hoặc là thể hiện cái chủ đích cái ý định cái ý chí của người nói thì mình có thể dịch là sẽ và ở đây thì mình thấy có gắn quá khứ thì mình không thể nào nói là tôi sẽ làm được bởi vì nó đã chia thì quá khứ thì sẽ là tàng nghĩa là cho biết ha? làm cho biết được chưa các bạn và câu số 3 thì mình có ngữ pháp là à o do tu ta đây chính là ngữ pháp gốc và ngữ pháp này Uh, thể hiện một việc một uh, cho phép một hành động nào đó diễn ra và uh, chúng ta có thể dịch là làm cái gì đó cũng được làm cái gì đó đều được thế thì ở đây mình sẽ dịch là cho phép biết tức là biết cũng được thì mình dịch là cho phép biết ha rồi chúng ta có câu số 4 đó là ngữ pháp gốc à o da, hà đó à oi rồi do ta có nghĩa là phải một hành động nào đó phải diễn ra một hành động nào đó cần phải diễn ra thế thì mình sẽ dịch ở câu số 4 là à đây anh à, ta có nghĩa là phải biết cần phải biết vậy thì cuối cùng sau khi lượt dịch những câu ngữ pháp này bốn câu đáp án này thì các bạn thấy đáp án nào là đáp án chính xác các bạn theo thuyền ngân thấy đó là câu câu số 1 chính là đáp án chính xác ở đây không biết các bạn có đáp án cùng với Thùy Ngân hay không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đáp án nha. Đó chính là Ilva Nimida Câu đáp án cho câu số 2 chính là câu số 1 À, mình sẽ cùng dịch lại toàn bộ đề bài sau khi chúng ta đã có câu trả lời chính xác nhé. Hàn quốc chiên của thuật né Hàn Quốc Có nghĩa là nhờ bạn Hàn Quốc mà

đây là câu số 1, số 2 trong đề thi đọc hiểu và câu này là yêu cầu là thể loại câu hỏi yêu cầu các bạn chọn ra ngữ pháp đúng để điền vào chỗ trống và các bạn biết gì không nào các bạn cần phải biết thật nhiều ngữ pháp càng tốt mà nên muốn bọc từ là của nghĩa là yêu cầu người thi phải biết càng nhiều ngữ pháp càng tốt. Thế thì với câu số 1, số 2 trong đề thi đọc hiểu này, chúng ta có cái cách giải, có cái bí quyết để làm bài ra sao. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp ở phần này nha. 빈칸 앞에 누가 무슨 어디에 어떻게 어느 등의 문사 문사가 나오면 문법은 든지 은는지 을지 모르다 알다가 온다 có nghĩa là gì nè các bạn? Nếu như ở phần trước ở cái mệnh đề trước ở câu trước của chỗ trống xuất hiện các từ nghi vấn như ai cái gì ở đâu như thế nào và cái gì ở thế nào vân 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 thì ngữ pháp để chúng ta chọn điền vào chỗ trống đó chính là thính gì bất kể cái gì In, ning, chi, u chi bộ từ là không biết là như thế nào không biết sẽ hoặc đã hoặc đang cái gì đó và đây, in chi là chỉ thì quá khứ ning chi chỉ thì hiện tại và u chi chỉ thì tương lai chúng ta có ví dụ như sau nhé Trang sĩ Lược dịch qua tiếng Việt là bạn Trang món quà nào nhỉ à thế thì có phải ở đây là chỗ trống nhé khanh là ở đây nha các bạn có phải trước Pien khanh, trước chỗ trống chúng ta thấy xuất hiện từ uy ra à uy ra là otton thì hiển nhiên đằng sau ngữ pháp mà chúng ta phải chọn trong chỗ trống này đó chính là ơn chi linh chi thế nhưng là ở đây sẽ chọn thì nào đó cũng là một phần quan trọng các bạn phải chọn là thì quá khứ tương lai hay hiện tại thì ở đây sẽ chọn thì tương lai chúa không biết là bạn ấy sẽ thích cái gì chứ không thể nói là không biết bạn ấy đã thích cái gì hoặc là không biết bạn ấy đang thích cái gì mình mua quà mà cho nên mình không biết là bạn ấy sẽ thích món quà nào đây do đó ở đây sẽ là mua chúa không biết bạn ấy sẽ thích thích cái gì đây à đó là cái cách làm đầu tiên cho câu số 1 số 2 này. Chúng ta qua phần tiếp theo. Đó là gì các bạn? Chung결 어미는 시제에 주의한다. Quá 미래인가? Có nghĩa là gì? Các bạn phải chú ý vào cái thì ở, ở cái gì? Từ kết thúc câu. À ở <laughs> 어미 là từ kết thúc câu. Đó là thì hiện tại, tương lai hay thì quá khứ mà chúng ta chọn ngữ pháp sao cho đúng. Ví dụ, ở Chichingo à, giọng hoa Và ở vị trí tèn 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 ở vị trí biển khanh chỗ trống này người ta cho là Pasto, Pukasto, Pukuisto. Thì các bạn phải chú ý xem đây là thì quá khứ, hiện tại hay tương lai để chúng ta chọn ngữ pháp sao cho chính xác. À, vậy thì ở đây trong câu này chúng ta thấy có OJ. Ở đây là hôm qua thì hôm qua hiển nhiên ngữ pháp mà cái cái, cái 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 thì mà đi với thì quá khứ sẽ là thì quá khứ mà thì quá khứ thì mình phải chọn pastel thay vì là pastel là đúng không các bạn à, hôm qua tôi đã đi xem phim với bạn à vậy thì cái lưu ý thứ hai cái cách làm thứ hai cho câu số 1 số 2 trong đề thi tôi biết đó là chúng ta chú ý đến thì quá khứ tương lai hiện tại trong cái từ kết thúc câu đó như thế nào. Rồi, chúng ta qua phần tiếp theo. Đó là Bình khánh ập truyế ở huyế khoảng ghế đôi bộ gỗ. Nhân giới, thế dỗ, xuân do mục chọc ý đô tương nhìn gì Park phát khai ở ai mà dân mùn chân nền đạc. Có nghĩa là sao các bạn? Các bạn phải xem xét đến mối quan hệ từ vựng trước và sau piền À, trước và sau piền để làm gì các bạn? để chúng ta sẽ tìm hiểu xem đó là mối quan hệ như thế nào, mối quan hệ liên kết, mối quan hệ đối lập tương phản, mối quan hệ theo thứ tự, mối quan hệ mục đích hay là mối một thể, một mối quan hệ theo ý đồ nào đó. Và để làm gì? chúng ta chọn ra ngữ pháp chính xác theo cái mối quan hệ mà chúng ta vừa vừa tìm thấy. Ví dụ nha ở đây là 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 các bạn xem như chưa thấy nhá chúng ta xem như nó là chỗ trống và để điền người ta cho các bạn là từ như khư <laughs> rồi xong là khư ừ, còn khư ừ, còn là, giả sử như vậy nhé rồi người ta cho thêm một ngữ pháp là khư tình khư tình khấn đề à khư à rồi người ta cho thêm một cái là khư kỳ đồ giả sử như vậy ha người ta cho các bạn bốn cái đáp án như thế này thế thì để áp dụng cái cái cách làm này chúng ta phải xem nè chúng ta phải xem xét đó là gì các bạn từ vựng mối quan hệ từ vựng trước và sau tiếng hằng trước và sau chỗ trống đây là chỗ trống trước và sau Thế thì mình xem mối quan hệ đó nào Em của tôi Thì chiều cao của em ấy như thế nào đó Riêng tôi Chiều cao của tôi thì nhỏ Vậy thì đây là mối quan hệ Liên kết Theo thứ tự Mang ý nghĩa mục đích Hay là mối quan hệ đối lập các bạn Trong câu này là Mối quan hệ đối lập nha các bạn Thề cho khoảng Vì sao? Mình thấy nè Tính từ phía sau là nhỏ thì tính từ phía trước người ta cho trong đáp án là cao Vậy thì chúng ta phải tìm xem ngữ pháp nào là ngữ pháp thể hiện sự đối lập Đó chính là chiman Đúng không các bạn? Thì chỗ này mình sẽ chọn là khư Đó đó là cách làm mà các bạn có thể áp dụng để các bạn có thể làm được câu 1, câu 2 trong đề thi đọc hiểu tôi biết Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau qua phần tiếp theo Phần tiếp theo ở đây là gì? Phần tiếp theo là các bạn sẽ được tìm hiểu những ngữ pháp thể hiện một cho mối quan hệ một cho mối quan hệ uy mối quan hệ thê cho mối quan hệ dành cho mối quan hệ xuân do à thế thì đầu tiên chúng ta có là ngữ pháp gì nữa các bạn Chiman. man là thể hiện mối quan hệ gì các bạn mối quan hệ đối lập đúng không tiếng việt mình dịch là nhưng ừ. rồi con à còn à, thể hiện cái gì các bạn? Hoặc là cái này, hoặc là cái kia. À, còn na là hoặc sự lựa chọn á, sự lựa chọn hoặc là cái này, hoặc là cái kia, hoặc là hành động này, hoặc hành động kia. Rồi, mình có thêm ngữ pháp là ư đều cô. Ư đều cô là dự định, tức là thể hiện một cái ý đồ nào đó, đúng không các bạn? Ý đồ của người nói, ư đều cô. Tony, Thọ ni là sự kết hợp giữa vị tố thò thể hiện sự hồi tưởng với uh, với từ ni thể hiện mối quan hệ nhân quả, nhận thức hoặc là mối quan hệ nối tiếp. Và ở đây chúng ta có thể dịch chữ thọ ni, uh, ngữ pháp thọ ni này với ba uh, cái ý nghĩa đó là hành động nối tiếp, hoặc là đối lập nhân quả, tức là hành động nối tiếp, hành động ha Thùy Ngân đổi sang phông chữ hành động nối tiếp hành động nhân quả hoặc là gì các bạn hành một hành động đối lập à thể cái điều này hành động nhân quả đối lập hành động nối tiếp đó là chữ Tony o a, a a o kha ta. thì ngân sẽ cung cấp cho các bạn thêm một cái ngữ pháp đó là o xin các bạn để thì ngân đổi phong chữ đó ha a o a o, o ta thế thì hai cái ngữ pháp này nó có sự khác biệt gì ngữ pháp a o kha ta. chỉ những việc xảy ra trong hiện tại hoặc là trong quá khứ và còn tiếp diễn đến tương lai Ngược lại với cái ngữ pháp là a à, o o ta là chỉ những việc xảy ra từ trong quá khứ đến hiện tại thôi và không xảy ra trong tương lai. À, cái này là còn tiếp diễn trong tương lai nè các bạn. Ngữ pháp này là còn tiếp diễn trong tương lai nhưng ngữ pháp này là diễn ra từ quá khứ và đến hiện tại là nó kết thúc. Vậy thì chúng ta có thể lấy một ví dụ là y um, Ichibi Một cái ví dụ như là 이 집은 어, 3년 동안 살아왔고 có nghĩa là nhà này tôi đã sống trong 3 năm đó là sống từ quá khứ đến cái thời điểm này nè là được 3 năm thời điểm đang nói là được 3 năm và pro 앞으로, 앞으로도 đó à, xin lỗi các bạn nhà pro đó kế tục À, và sẽ tiếp tục sống trong tương lai tức là tiếp diễn trong quá khứ đến hiện tại rồi sẽ là trong tương lai tôi còn sống nữa do đó là hai cái ngữ pháp này có sự khác biệt là như thế nha các bạn chúng ta qua ngữ pháp tiếp theo đó là kito hata là cũng cũng một cái gì đó một kito ha cũ cùng với kito à cũng ăn cũng học rồi chúng ta có ngữ pháp tiếp theo đó là at onna thực ra ngữ pháp này là ngữ pháp chỉ chỉ cái gì mà ý nghĩa là hình như trông có vẻ dùng để suy đoán một sự việc một hiện tượng nào đó và ở đây là ngữ pháp chỉ sự suy đoán uh, một sự việc một hiện tượng nào đó trong quá khứ còn trong hiện tại thì chúng ta có thể dùng là na à na pūta các bạn rồi dịch là có thể là hình như trông có vẻ dường như, được chưa các bạn? Chúng ta qua các ngữ phép, các ngữ pháp tiếp theo á là ngữ pháp nên 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 chọc kỹ ít nên nên chọc có nghĩa là từng có một cái việc gì đó từng làm, đã từng làm hoặc là không từng làm, à, không từng làm việc gì đó, đã từng làm việc gì đó, có làm việc gì đó không có uh, kinh nghiệm làm việc gì đó thình chi thì như lúc nãy thì Ngân có nói trong câu làm đầu tiên đó là bất kể cái gì à, thà ga thùng ra thà, thà ga thì là một hành động nào đó đang diễn ra bỗng một hành động khác ập tới ngăn cho cái hành động trước diễn ra ngừng lại à, thà thà ga đang đi thì gặp bạn gặp bạn là mình sẽ không có đi nữa mình dừng lại nói chuyện với bạn à, rồi ư đều mềm ưu có nghĩa là nếu dự định làm một việc gì đó ừ. và thông thường thông thường nha các bạn thông thường ngữ pháp đi sau mệnh đề ưu đa này sẽ là ngữ pháp a à, o yo, ya, hà hoặc là pidiop hà đa ita thông thường là sẽ có những ngữ pháp đằng sau cái mệnh đề này sẽ là những những ngữ pháp này. Nếu như đằng trước chúng ta thấy ngữ pháp udearu. Nếu dự định làm việc gì đó thì phải hoặc là cần thiết phải. Đó. pidohata nó bằng với pidata như cần thiết phải, phải làm một việc gì đó. À, thông thường là khi mà chúng ta gặp ngữ pháp udearu này nha các bạn, đờ này. Tiếp tục mình có ngữ pháp Cô Koso là chỉ xu so chỉ kể mối quan hệ theo thứ tự sau khi làm một việc gì đó thì việc gì đó diễn ra đó là thể mối thể hiện mối quan hệ theo thứ tự xuân do khoảnh ghế kê thề tà rồi kê thề tà ở đây là mình dịch là uh, được hoặc là trở nên à, làm một việc gì đó làm trong việc gì đó được hoặc là trở nên hoặc là bị rồi cùng bua ha ghế thề tà được học, cái được biết, à được chưa các bạn? Rồi thủ đốc Hata là lúc nãy Thiên Ngân có nói rồi, ba ý nghĩa dùng để ra lệnh hoặc khuyên nhủ, hoặc là dùng để cho phép, hoặc là thể hiện ý chí, cái suy nghĩ, cái, cái cái suy nghĩ của người nói. Rồi chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó là ngữ pháp ô, tú thề tà thì lúc nãy mình đã được biết rồi à tốt tô ta tà có nghĩa là làm cho phép việc gì đó diễn ra thì mình sẽ dịch là cho phép hoặc là ngữ pháp à oi oi ya yeah, ha ta à oi ya yeah, thuê tà thì hai ngữ cho dù là đằng sau viết là ha-ta, thuê tà thì chúng ta đều dịch là phải cần phải cần ha không có sự khác biệt giữa ha-ta hay thuê tà ở đây rồi ninh de inh de thì sao các bạn Ninh đê thì nó hơi hơi phức tạp một chút bởi vì ý nghĩa của nó có sự khác biệt. Sử dụng ngữ pháp này khi nào? Khi mà các bạn diễn tả được cái trạng thái ở mệnh đề sau trái ngược với lại cái trạng thái ở mệnh đề trước và lúc này chúng ta sẽ dịch ngữ pháp in ninh đề là nhưng. Còn nếu như các bạn sử dụng ngữ pháp này để diễn tả lý do hoặc là đưa ra nội dung liên quan đến mệnh đề sau mà đề trước là tiền đề và bối cảnh thì lúc đó chúng ta có thể dịch ngữ pháp in ninh đê này là vì thế do đó vân vân ha vậy thì cái ninh đê này các bạn lưu ý chút xíu ha còn ngữ pháp in định phiên thì ta có nghĩa là thuộc vào thuộc diện nào đó nà nên mạnh nhí mọn ninh phiên có nghĩa là tôi thuộc diện là tôi thuộc vào cái loại là ăn nhiều à, hoặc là nà nên mọc bô in phiên tôi là thuộc diện là là mộc bô là người ăn nhiều á giống heo á à. rồi chúng ta có ngữ pháp là nên chung chung có nghĩa là trong lúc đó trong khi đó à thà ờ, ninh chung nghi ta ví dụ như thà ninh chung nghi ta là đang đi trong lúc đi à, ý nghĩa là diễn diễn tả một hành động nào đó đang diễn ra thà ninh chung nghi ta chỉ cứ mọi đi nhá khả ninh chung như ta ủ, ninh ta nên là bây giờ đang ở đâu vậy đang đi đang đến rồi ha à. Rồi, khi đô thể hiện sự quyết định làm một việc gì đó. À, ờ, 이번 주말에 고향에 가기로 했다. Cuối tuần này tôi quyết định là đi về về quê. Rồi, hoặc là chúng ta có tiếp ngữ pháp ưu là càng như thế nào đó càng. À, cũng vừa mà hết mạnh mạnh ta có nghĩa là càng học thì kiến thức càng càng nhiều lên à, Thế thì ngữ pháp này là thể hiện ngữ pháp càng càng như các bạn sau đây chúng ta sẽ vào phần luyện tập để rõ hơn về cách làm của câu số 1 số 2 trong đề thi đọc hiểu tôi biết nha các bạn chúng ta có câu số 1 đây là đề thi số 1 trong phần thi đọc hiểu lần thứ 60 và Thùy Ngân sẽ cho các bạn khoảng 5 giây thôi Bởi vì câu này rất là dễ Để các bạn có thể áp dụng cách mà chúng ta vừa học Để làm bài nha Và 5 giây bắt đầu Rồi 5 giây kết thúc rồi ha Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn câu nào là câu đáp án nè các bạn Thùy Ngân cũng đã chọn cho mình rồi Thùy Ngân sẽ chọn câu số 2 là câu đáp án Bùa còn à Còn các bạn thì chọn câu nào còn chọn câu số 1, có bạn nào chọn câu số 1 không? Có bạn nào chọn câu số 4 hay số 3 không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đáp án của câu này nha Đó chính là Bukona Trong ta biết gì bằng gì ta Tại sao lại như vậy? Thế thì bây giờ mình phải phải làm gì các bạn phải phải áp dụng lại cách mà chúng ta đã học Đó là cách gì? Chúng ta xem xem trong câu có các ưu mưu dài không ở đây thì không phải là câu hỏi nên mình có thể bỏ qua cái mẹ cái cách làm đầu tiên đó là đừng để ý đến u xa. Thế thì chúng ta phải chú ý đến cách làm thứ hai đó là gì các bạn? Xem xem là ở đây trùng cho mi nhưng mà ở đây nó nằm vị trí biển khan lại nằm ở giữa cho nên mình cũng bỏ qua cách làm thứ hai mình sẽ bước qua cách làm thứ ba đó là xem mối quan hệ trước và sau chỗ trống từ vựng trước và sau chỗ trống đó là mối quan hệ đối lập mối quan hệ liên tục mối quan hệ theo thứ tự hay là mối quan hệ mục đích ý đồ như thế nào và ở đây thì mình sẽ thấy là trước bình là xem phim dòng hoa rơ pota dòng hoa bồ pota mình có động từ gốc ở đây là dòng hoa rơ pota có nghĩa là xem phim và ở từ vựng sau là tập thể dục vậy thì đây là mối quan hệ đối lập mối quan hệ thể hiện sự lựa chọn mối quan hệ thể hiện ý đồ ý định hay là mối quan hệ thể hiện cái 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 cái, cái thứ tự các bạn phải là mối quan hệ thể hiện sự sự lựa chọn hoặc là cái này hoặc là cái kia hoặc là xem phim hoặc là tập thể dục do đó ngữ pháp phù hợp nhất mà chúng ta có thể chọn cho câu này đó chính là bù còn à. à vậy thì ở câu số 1 cái câu số 2 này không hề khó quan trọng là chúng ta sẽ áp dụng cách làm nào cho đề bài đó Cách làm số 1, số 2, số 3 cho đề bài đó Và để làm được câu số 1, số 2 thì yêu cầu các bạn phải biết thật là nhiều ngữ pháp liên quan đến sự đối lập Liên quan đến sinh do theo thứ tự Liên quan đến mục cho ưu đồ, ý đồ, mục đích, vân 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 Để các bạn có thể làm được câu số 1, số 2 À, và Thùy Ngân mong muốn Hy vọng rằng các bạn sẽ luyện tập cách làm mà chúng ta vừa được học trong video này để các bạn có thể làm dùng nhuyễn câu số 1, số 2 trong đề thi tôi biết đọc hiểu nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau rồi. Hẹn gặp lại các bạn nha.